xinh xắn quá. Mời nhà gái ngồi. Mời bạn trai. Rồi, chào em, ngồi đi em. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ vâng ạ, chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ, em là Tâm, Bùi Lê Thanh Tâm ạ. Hiện tại em đang làm marketing cho một công ty về phân phối thực phẩm nhập khẩu. Ngoài ra thì em cũng có một cái thương hiệu đồ tập sportswear riêng của cá nhân. Chị thấy có cái cầm cái quạt nữa, nó có tác dụng gì không Cưng? Cái này là đạo cụ thôi ạ. À, để cho đẹp thôi ha. Dạ, đúng rồi ạ. Layout người ta rất là chuẩn chỉnh nha mọi người, bên đây đẹp lắm. Em sống ở đâu? Dạ, em hiện tại đang sống ở quận 3. Là quê mình ở đâu Tâm? Dạ, em quê ở Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk, nghe lý lịch rất ngang chưa bạn trai? Dạ rồi ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu cho nhà gái nghe về mình đi. Dạ, em xin chào chương trình và em xin chào hai MC ạ. Em tên là Nguyễn Hữu Thắng ạ. Em hiện tại đang buôn bán thực phẩm. Em là nhân viên bán hàng hay là em tự bán? Dạ, em tự bán. À, bán ở nhà mình đó hả? Dạ. Rồi, mình nói sơ sơ về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Dạ. Ưu điểm của em thì em rất là vui tính, em rất là hòa đồng, em hay cười, em cũng rất biết điều nữa. Nhược điểm của em thì em sẽ vô tư một chút, với lại nữ công gia chánh thì em không có được giỏi, nhưng mà em có một cái là em ăn nhiều á. Rồi, em trai nói cho nhà gái biết đi, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng lắm. Nhược điểm của em thì em một con người ít nói thôi. Ít nói. Dạ. Ủa vậy sao em bán hàng được? Dạ em chủ yếu là em nhắn tin thôi. Ủa bán ở nhà là em có sạp hay là có cửa hàng gì không? Dạ em có công ty. Công ty? Dạ. Công ty có nhân viên nhiều không? Dạ em có chỉ có 6-7 người. 6-7 người ta đi bán. Còn em nhà em nhắn tin thôi. Rồi, thấy thương không? Ủa nhà em là con một hay là em con thứ mấy? Trên em có một chị nữa. Một chị? Dạ. Chị lấy chồng rồi hả? Dạ. Vậy là em là lấy vợ về là phải làm dâu? Dạ cũng không. Cũng không cần? Cũng không cần ạ. Ủa vậy rồi không làm dâu rồi ở nhà rồi ai lo công ty bán hàng? Thì nhắn tin. Ba mẹ em lớn tuổi chưa? Dạ ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Bao nhiêu rồi? Ba em sinh năm 63, mẹ em sinh năm 65. Ồ. Chị cũng cao tuổi rồi, cũng cần có con dâu chứ. Thôi về làm dâu đi, khỏe mà, có ba mẹ lo. Đúng là bên đây sao chịu làm dâu không? Dạ không thành vấn đề ạ. Trời, chị nói cho em nghe, bây giờ làm dâu sướng dữ lắm. Giờ làm dâu là đẻ con ra là ông bà ngoại, bà nội nuôi. Đúng rồi. Giữ giùm mình đi làm. Dạ. Thôi về khỏe rồi, thấy tình hình nó cũng ổn á, bà mối hả? Dạ nói chung là ngon lành, hợp lý. Rồi bây giờ cho tôi biết là đường tình duyên nhà gái sao nè. Em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì là sinh viên, và sau đó thì tốt nghiệp, tụi em quyết định dừng lại. Sau đó em chắc là single khoảng 3 năm á, 3 năm hơn thì em có quen một người, kéo dài được 4 tháng thì cũng dừng lại. Tại vì em nghĩ là do nó ngắn quá nên là mình chưa có cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em cũng cảm thấy là ở cái thời điểm đó thì cách đây 2-3 năm thì em cũng chưa có trưởng thành lắm á. Thôi mối tình đó cho qua đi, chưa có gì sâu đậm trơn á. Dạ dạ. Rồi bên đây sao nè, mấy mối? Dạ em có hai mối. Cũng hai luôn? Dạ. Mối bao lâu? Dạ mối đầu tiên là 4-5 năm. 4-5 năm là sâu đậm lắm á. Ừ, cùng sao mà chia tay? Dạ lúc đó còn trẻ con quá, tại ngày xưa là em thấy cái bạn đó, bạn học lớp là kiểu như là học giỏi á, em thích. Thích học giỏi. Em hỏi nhà gái có học giỏi không? Nhà gái học tôi giỏi thích học giỏi thôi, nhà trai mà cái tên là học giỏi nha. Dạ lớp trưởng ạ. Dạ lớp trưởng ạ. Thôi, ngon. Trời ơi. Lớp trưởng là khỏe rồi, giỏi là được rồi. Còn mối tình thứ hai sao nè? Dạ, mối tình thứ hai là cũng là một người bạn của bạn đó luôn. Tụi yêu mấy năm? Dạ yêu được 2 năm. Rồi sao chia tay? Dạ, cho tính cách không hợp đó là tụi em chia tay. Không hợp sao quen tới 2 năm vậy? Sau khi tìm hiểu mới biết mấy loại nhiều vấn đề. Thế ai sai? Chắc em nghĩ là cả hai đều sai. Cũng 10 năm rồi, cũng không nhớ. 10 năm rồi đó, không yêu nữa đó hả? Dạ. Ủa nhưng mà sao 10 năm nay không yêu vậy? Do công việc của em cũng không có tiếp xúc với con gái đồ này kia. Bán hàng mà kia không tiếp xúc với con gái? Không, toàn mấy cô, ví dụ như là... đúng rồi. Quan điểm của em là cơm thầy vợ bạn cái công ty đó, em không có quen. Không có quen. Dạ. Vậy là nó nhắn tin không sao quen được. Chưa gặp mặt thì chứng. Tình hình là nhà trai vậy đó em gái. Dạ, ha? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đến khi tham gia chương trình thì em mới bắt đầu định hình. À vậy đó hả? Rồi bây giờ định hình thử coi, cái người đó sao, mẫu hình lý tưởng của em sao, định hình coi. Thì nói chung là em cần người chân thật,
thật thà. Bên kia là quá đúng luôn rồi đó. Dạ. Ừ. Nhà mình trai tôi cái hơi bị hiền đó. Chi tiết gì về ngoại hình không? Em thích cao hay thấp, mập hay ốm? Em thích là mỏng mỉm xíu. Anh gầy hả chị? Nó cũng hợp hợp với em đó chứ không có mỏng mỉm nó đâu. Dạ. Nói chung là em thích người mỏng mỉm và ấm áp. Tại vì em rất là lạnh, tay em là rất là lạnh. Ủa mấy người ốm không ấm áp hả? Dạ nếu mà mấy người ốm mà ấm áp thì ok. Ấm áp? Chỉ cần bàn tay ấm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đưa đây rồi. Cho chị mượn bàn tay coi. Chết cha rồi. Hả? Nhiều cục đá vậy đó. Chết rồi, tôi sợ quá à. Không sao, hoàn cảnh là hợp đó. Hợp, nhưng mà tôi nghĩ rằng được. Mình muốn có bạn gái như thế nào? Là cô gái là được rồi chị. Là cô gái là được rồi chị. Em không có quan niệm nhiều. Đi với ai? Dạ em đi có một mình à. Trời ơi trời. Rồi, yên tâm. Bên trách đây nhiệm nặng nề. Yên tâm, có lớp trưởng tôi lo rồi. Hỏi lớp trưởng đi với ai nè? Đi với em gái. Dạ lớp trưởng đi với lại bạn thân của lớp trưởng, với lại là người sếp của lớp trưởng ạ. À. Dạ. Rồi. Chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Dạ. Thì ngày hôm nay cũng rất vui khi mà Tâm được tham dự chương trình, và đặc biệt là được nhìn rất là rõ chàng trai bên đây. Thì thật sự là cũng có cảm tình với bạn. Bởi vì đầu tiên là rất là ấn tượng với nụ cười của bạn ấy. Bạn ấy cười rất có duyên, nhìn gương mặt và nụ cười thì rất là có cảm tình. Và hồi nãy Như cũng như là bạn của Tâm có nói với nhau là hình như hai bạn này có nét phu thê hay sao á. Đặc biệt là cái nụ cười cũng giống giống nè, với lại cái ánh nhìn cũng có nét giống nhau. Biết đâu được sau hôm nay là cũng sẽ có cái gì sẽ xảy ra đúng không? Và thật sự là nhìn hai bạn có nét lắm. Có nét đúng nhau. Không? Dạ đúng được. Rồi ạ. Rồi thấy cũng có nét đó. Nãy giờ cũng tương đồng rất là nhiều. Đúng nhưng rồi. Quan trọng hai bạn nhìn nhau có tương đồng hay không thôi. Sợ bàn tay hơi lạnh nên đang không hơi đo nè. Không có lo. Bây giờ mình chà cho hai bàn tay mình nó nóng lên, cho bên kia người ta cầm vô cái ta có. Về tôi làm cho nóng lại không sao chứ. Bây giờ mở rào ra nè. Mình chuẩn bị trai, tinh thần nha nhà trai. Đúng rồi. Mở rào. Đó. Bên kia nó tiến qua. Em đừng có ăn hiếp nó nghe chưa. Em cũng hiền. Tiến tới. Nắm tay vừa bạn gái đứng lên. Coi lạnh hay là nóng đây. Cho. Dạng coi nắm tay không? Vừa bạn gái đứng lên. Ủa, em tên là? Em tên là Tâm. Sao, rồi sao? Bạn gái thấy tay sao nè? Tay mềm lắm ạ. Nó tay lạnh không? Ấm hay lạnh? Nhiệt độ trung bình ạ. Nhiệt độ giống như nhiệt độ của tay em ạ. À rồi, em trai thấy sao? Em thấy cũng ấm lắm ạ. Em hết rồi. Em thấy lạnh ngắt luôn á. Hết rồi. Thấy bạn gái là xinh xắn. Được chưa? Dạ, nắm tay vậy hết bớt lạnh chưa? Dạ bớt rồi, em bỏ xuống đi. À bỏ đi nữa. Em có một cái chậu hoa tặng anh. Em tặng anh ạ. Rồi. Với lại dạ chưa hết ạ. Em có bức thư nữa. Bức thư tình. Đầu tiên. Đọc đi. Ngay lúc này em không biết anh là người như thế nào. Nhưng em nghĩ gặp được nhau là một cái duyên đáng quý. Em sẽ không hứa hẹn gì đâu. Nhưng đã gặp nhau, em hy vọng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt, đối xử với nhau thật chân thành. Mãi sau này, cảm ơn anh vì đã tham gia chương trình. Hy vọng anh thích món quà này, em Tâm. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ mình nói đi. Quan điểm về hôn nhân thế nào, quan điểm về người chồng, người vợ thế nào trong gia đình đó, mình nói cho bạn gái biết đi. Em chỉ cần một người vợ là ngoan hiền, kính trên nhường dưới là được rồi. Còn chuyện còn lại là em lo hết, không có gì hết. Lo hết. Em làm được. Em làm được. Ở lo nhà. Hết là lo gì nè, nói cụ thể coi. Tình cảm, tiền bạc hay là bất cứ một cái lý do gì khác là em lo. Kinh tế lo được luôn đúng không? Chỉ cần em đồng ý là anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi không? Là chuẩn bị được cái gì rồi? Tiền bạc thôi chị. Nhà thì có sẵn rồi. Dạ. Khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Dạ bước liền luôn đi anh. Không bước bước tới đâu anh? Bước tới đâu? Bước tới hôn nhân đó. Nói chung là em cưới chồng trong năm nay rồi đó, anh tính sao tính. À hẹn hò đi bây sẵn giờ là sàng người... hết rồi. Thế chưa tới rồi đó. Người quận 3, người quận 12 đó hẹn hò sao? Ủa mà nhà em ở quận 3 luôn hả? Đúng rồi anh. Em cứ khi nào em rảnh là em alo là anh đi thôi.
chứ. Nhưng mà làm sao em biết khi em rảnh thì anh rảnh? Thì em cứ nhắn tin là anh đi à. Ủa rảnh vậy đó hả Cưng? Dạ. Trời, làm sếp sướng quá ha. Tao làm sếp mà, nhà tao có điều kiện, nhân viên có nhiều mà. Tôi cũng làm sếp mà sao tôi cực dữ trời. Ai biểu không muốn nhân viên chi, tiết kiệm tiền lương. Ừ đúng rồi đó. Em thấy nhà trai hiền không em? Hiền anh. Thấy chưa? Hiền. Gặp cái cô marketing đúng, này cô lanh lại là mệt luôn á. Đúng tiêu chí của em đúng không? Đó, đúng hợp rồi. Quá trời anh luôn. Nghĩ là em về là em làm lớp trưởng luôn, muôn đời luôn. Hồi nãy anh nói đúng không? Bây giờ anh hỏi thiệt nè, bây giờ tới đây, tới đây, tới đây. Làm gì? Dạ làm gì ạ? Em thấy cái bàn tay cô sao? Em thấy nãy giờ nói chuyện con người cô ấy, em thấy sao? Cũng hiền. Hiền. Hỏi thật là có hợp với em không? Ừ. Em cũng không biết nữa, phải tiếp xúc nhiều mới biết được anh. Ừ. Đó, còn cái chuyện cô gái xử lý thế nào tôi không biết. Tôi chỉ hỏi chàng trai để chú gái cảm nhận được thôi. Anh biết rằng em đủ bản lĩnh, đủ cảm nhận để đưa ra quyết định của mình ha. Rồi thôi về chỗ đi. Những gì nói chúng ta nói hết rồi. Chúng tôi cố gắng để các bạn hiểu nhau nhiều hơn, cảm nhận nhau nhiều hơn. Đây có phải một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng á, chúng ta bấm nút cái đó. Còn không đúng á, thì chúng tôi cũng khuyên không nên bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức hai bạn hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên. Đó, thấy chưa? Thấy cô gái tâm mạnh mẽ không? Vừa nói hôn đầu tiên mà đưa luôn vậy nè. Hất tóc sẵn luôn. Đúng rồi. Mở cửa. Phải mạnh mẽ vậy đó. Hôn cái rung hết trơn rồi nè. Đó. Xin chào. Tên là Đặng Quốc Quý, sinh ngày 14/3/1995. Quê quán Đồng Tháp, chỗ ở hiện tại quận 2, thành phố Thủ Đức. Nghề nghiệp hiện tại của mình là xuất nhập khẩu Logistics. Mình đang công tác tại công ty thương mại ALC. Mình tình trạng công nhân độc thân. Xin gửi tới các bạn và chương trình bài hát một đoạn ca khúc. Anh cũng thương rồi mà anh không dám nói, để ai út bước qua cầu, trong lòng anh thấy buồn hiu. Chiều chiều ra đứng bờ sông, nhìn con nước đồng nước lắng liêu riêu bên lờ bên bồi, còn ai ngồi giặt áo đâu mà trong. Ghi tay, kể chị nghe thôi. Dạ, lấy chị ơi. À, là ở đâu rồi?
tết dịch làm chú bà anh cũng kịp hàng em tạm tình cảm kia thì anh ba mặt à ở chỗ này em mới đưa được về tới tập à lúc trước mà làm Campuchia rồi vậy giờ nếu mà em ở đây rồi thì em mong muốn tìm kiếm mẫu bạn gái sao? Bây giờ không có tiếng luôn rồi. Có công việc làm ổn định. Thấy rồi. Biết nấu nướng chút xíu. Công việc không cần lương cao nhưng mà ổn định là được rồi, đúng rồi, bạn sống bản thân là được rồi. À, ngoài ngoại hình tính cách đồ này kia thì sao? Hiền lành, tính chữ, đừng không chữ. À, hiền, không muốn nói rồi gì nữa. Biết lễ phép, tại vì biết lễ phép với người lớn. Biết lễ phép người lớn, rồi. Còn bạn này tuổi tác quê quán ở đâu được em? Dạ chị. Tuổi tác với lại quê quán bạn gái ở đâu thì được? Dạ, ở miền Tây. À, bạn gái miền Tây đúng không? Dạ. Rồi, còn gì nữa không? Rồi, nói chung là tại vì em cũng đang trên đường về, nhưng mà chị sẽ nắm được những cái thông tin cơ bản đó thôi. Rồi, cái gì là chương trình sẽ báo cho em biết nếu mà em được chọn, cũng như là sẽ có biên tập để mà trao đổi kỹ hơn nội dung với em nha. Quý, để mình tìm cái người phù hợp nhất với mình ha. Dạ chị. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, mình phát ra cuộc gọi được rồi đó Quý. Dạ. À, xin chào chương trình, tôi tên là Lê Viễn Chí, năm nay 36 tuổi, tôi làm bác sĩ y học cổ truyền, đang làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Và tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Thì, Rồi, anh Chí là CH đó đúng không anh? Dạ CH, đúng rồi. Dạ rồi, anh đang làm việc ở tại Tây Ninh luôn. Dạ đúng rồi. À rồi, bây giờ anh chia sẻ một xíu đi về cái công việc của mình cũng như là những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. À, thì công việc hiện tại là làm không có trực giác gì nhiều hết. Điểm mạnh, điểm yếu thì Ủa Chí ơi, chị Trúc nè, bà mối của em đây. Ủa sao mà nói với tôi là có người yêu, có bạn gái, có vợ gì rồi, nay đi cáp không? À lúc trước lúc trước có quen bạn gái mà không hợp rồi chia tay rồi Trúc ơi. Ừ vậy thì nhắn lại cho tôi, tại hồi trước đã chọn rồi mà xong xuôi rồi, chuẩn bị là lên ghi hình thôi. Là sao, không muốn gặp lại tôi hay là sao? Muốn biên tập khác hay như thế nào? Tại vì tôi cũng chọn để lên ghi hình thôi à. À đúng rồi, không có. Tại vì lúc đó là nói chung là quen cũng tâm thiết lắm, định cưới này nọ rồi xong cái thấy không hợp rồi nên là mới liên hệ lại với chương trình đó chứ. Thì tại vì tôi cái vấn đề là liên hệ chương trình thì ông cũng tha đi cáp lại, bồ muốn đi cáp lại hay sao, tại hồi trước tôi cáp rồi hiểu không? Thì thôi vậy bây giờ chia sẻ lại một chút đi, chia sẻ lại hình mẫu bạn gái đi, có gì thay đổi hay gì không, nói ngắn gọn. Mày nói chung là thì cũng muốn kiếm vợ mà người nào mà chịu về ở chung nhà Trúc. Thì là vẫn như trước chứ gì, đang nuôi lo cho má nên không có đi đâu được kiếm làm dâu. Hôm trước là tôi gọi rồi tôi săn, tôi hỏi mấy lần luôn, có bạn gái ngay ở Tây Ninh luôn cũng không chịu, nói có bồ chuẩn bị cưới rồi, hôm nay tôi thấy ông ở đây. Đúng rồi, lúc đó là tính đi cáp xong rồi quen một bạn gái đó, xong rồi cũng yêu nhau nồng thắm lắm, nhưng mà xong cái không có hợp á Trúc, rồi xong mới chia tay buồn quá đi cắt luôn. Ừ
Rồi thôi vậy đi, để tôi chờ đi, tôi liên lạc lại đi, để tôi hốt ca này cho, đang có bạn gái ở Tây Ninh cho nè. Rồi. Yeah, rồi, ok. Yeah, tâm sự nhờ chương trình. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, rồi chào ông. Rồi, xin cảm ơn chương trình. Dạ rồi, kết thúc cuộc gọi giúp em nha. Hi, xin chào. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình rất vui khi được ban tổ chức mời tham gia chương trình. Mình tên là Hồ Đình Huấn. Hôm nay mình sinh năm 1994. Hôm nay mình là 27 tuổi. Mình đang là nhân viên kinh doanh của một công ty thương mại chuyên bán về nguyên vật liệu và máy móc cho gia công nữ trang. Hiện nay thì mình đang sống ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Mình vẫn còn độc thân, mong là hôm qua chương trình mình sẽ có thể kiếm được các bạn gái để hẹn hò. Ưu điểm của mình là mình rất là nhiệt tình, thì ai nhờ gì thì mình cũng giúp đỡ họ cả. Nhược điểm thì mình rất là nói chuyện rất là hay vòng vo, thường là tránh nói thẳng vào chủ đề. Sở thích thì mình rất là thích đi xem phim, rất chơi game và nghiên cứu những món đồ công nghệ. Mẫu người yêu mình thích là những người bạn nữ để tóc ngắn, khuôn mặt dễ nhìn, thiện cảm, tính tình thì biết lễ phép, vâng lời người lớn, tiết kiệm chi tiêu, như thế là được rồi.